sẵn rồi cho các bạn soi luôn chi tiết cái con Bingo bản Plus này là cái bản cao cấp nhất của bốn cái con Bingo ở đây ha. Cái con Bingo Plus này có rất nhiều thứ để nói bởi vì nó gần như khác rất nhiều so với lại ba phiên bản còn lại luôn. Đây, gương mặt, các bạn nhìn là đã thấy con Bingo Plus này, cái đèn trước của nó khác nè. Rồi cái cản dưới của nó cũng khác so với lại con Bingo thường. Đó, thấy chưa? Cụm đèn trước của con Bingo Plus, đèn LED ha. Nhưng mà cái dải đèn chiếu sáng ban ngày của nó chỉ có một vạch ngang thôi. Còn con Bingo thường á, dải đèn chiếu sáng ban ngày của nó sẽ cầu kỳ hơn. Đèn trước thì vẫn là bóng LED, vẫn là công nghệ LED. Xem bên hông thì các bạn sẽ thấy là con Bingo Plus này á, mâm của nó là mâm đúc 15 inch. Còn con Bingo thường này là mâm sắt, thêm cái ốp mâm bên ngoài, mâm cũng 15 inch luôn. Thông số lớp như nhau hết, 185/60R15. Đi xuống phần thân, các bạn sẽ thấy là cái cột C của con Bingo Plus này á, nó được làm đen và có thêm cái đồ họa, nhìn có vẻ là nó điệu đà hơn. Phanh sau của con Bingo Plus và Bingo thường đều là phanh đĩa nha. Treo sau của cả hai cũng đều là dầm sắn bán phụ thuộc. Nhưng mà thiết kế phần đuôi của Bingo Plus thì các bạn thấy không, nó có nét gì đó, nó xì bo hơn, hiệu năng cao hơn. Cản sau của con Bingo Plus nó có gọi là rear diffuser, có những cái cánh hướng gió, nhìn nó ngầu hơn. Rồi có cái đèn phanh thứ ba trên cao, trên cái cánh gió. Còn con Bingo thường á, đèn phanh thứ ba của nó đặt ở vị trí này. Rồi cụm đèn sau của con Bingo Plus nó là một cái thanh ngang qua, nhìn nó hao hao như kiểu Mini Cooper. Còn cái đuôi của con Bingo thường á thì mình lại thấy nó có vẻ gì đó phản phất của Volkswagen Beetle, nhìn nó cute hơn. Mình thì mình thấy là cái thiết kế của con Bingo thường á, nhìn thích hơn, có vẻ gì đó nó iconic hơn là cái phiên bản Plus này. Các bạn có đồng ý với mình hay không thì hãy comment bên dưới cho mình biết ha. Về không gian bên trong thì hai con gần như nhau cả. Bên trong chúng ta vẫn có một cái cốp rất là rộng, rộng thuộc diện nhất nhì trong phân khúc luôn, trong phân khúc xe hạng A nha, tại thị trường Việt Nam. Quá trời rộng. Rồi có hai cái hộc để đồ hai bên nữa nè. Đây có cả móc treo đồ nữa. Ôi giời, được của nó. Ghế sau có thể gập lại để mở rộng không gian chứa đồ. Cái này thì không khác gì cái Bingo thường. Ok, thôi bây giờ chúng ta vào hàng ghế trước đi. Hàng ghế trước là có nhiều sự khác biệt nhất. Nội thất của Bingo Plus gần như là nó khác hoàn toàn con Bingo thường bên kia luôn. Cụ thể là cái bảng tốc độ này, các bạn thấy không? Con Bingo thường á là cái bảng đồng hồ tốc độ và cái màn hình giải trí nó là một cái cụm liền nhau. Còn trên cái phiên bản Plus này thì nó lại tách rời ra. Mình thì mình lại thích cái thiết kế nó liền mạch hơn, nhìn nó tối giản hơn là cái thiết kế này. Với Bingo Plus thì màn hình giải trí của nó mình thấy là nó theo kiểu nó vuông vức hơn, chứ nó không có khổ dài như là bên con Bingo thường. Và trên cái màn hình cảm ứng của Bingo Plus á, thì chúng ta có thể điều khiển được máy lạnh. Máy lạnh này là máy lạnh chỉnh điện nha, chứ nó không có phải là kiểu điều hòa tự động, máy lạnh tự động. Bởi vì nó không cho chúng ta chọn được cái mức nhiệt độ. Nè, cho các bạn xem nè, hoàn toàn không có mức nhiệt độ, thấy không? Đó, đây, cái mức lạnh của nó chỉ chỉnh bằng số là 1, 2, 3, đó, chỉ vậy thôi. Và cũng không thấy chữ auto nào ở đây cả. Về tính năng của màn hình này thì chúng ta chọn được chế độ lái. Đây, có 4 chế độ lái, còn con Bingo thường chỉ có 3 chế độ lái thôi. Con này thêm chế độ Eco cộng nè, là tiết kiệm cộng. Bên cạnh 3 chế độ tiết kiệm, bình thường và thể thao. Chế độ phanh tái sinh con này cũng có 3 mức: bình thường, thoải mái và tái sinh nhiều. Về giải trí thì chúng ta có kết nối Bluetooth thôi. Ngoài ra chúng ta còn chỉnh được cái máy lạnh của Bingo Plus thông qua cái lẫy bên dưới nè. Cái này là chỉnh mức gió ha. Còn bên phải là chỉnh nhiệt độ. Con Bingo thường á thì nó sẽ là cái núm xoay, còn con này lại là cái lẫy. Và con Bingo Plus này á, cái bệ tì tay của nó liền với lại cái táp lô ha. Còn con Bingo thường nó lại không nó liền. Con ngựa của con Bingo Plus này thì đặt cao hơn. Và ở đây chúng ta có nhiều chỗ để đồ hơn. Chỗ để đồ trên con ngựa nè, rồi bên dưới nè. Wow, chỗ để đồ hơi bị đã luôn. Cổng USB hay là sạc thiết bị á thì nó nằm ở đây. Và cái này là cổng USB-A thôi. Chìa khóa của con Plus này thì y chang chìa khóa của con thường. Ghế con Plus thì làm có vẻ nhìn thể thao hơn, nhưng mà con Plus này cái phối da của nó chỉ có một màu trên ghế thôi, trong khi cái con thường lại phối hai màu. Vô lăng thì y chang luôn,
bản đồng hồ tốc độ, chất lượng của nó cũng được, cũng không khác mấy so với lại con thường. Nhưng mà con Plus này chúng ta có đèn tự động nè, ngon. Con thường thì không có đèn tự động nha. Cần số, à, con Plus này thì có cần số điện trên vô lăng. Còn con thường là chúng ta sẽ phải xoay cái núm ở con ngựa trung tâm. Con này để xem có phanh tay điện tử không. Hình như là phanh tay điện tử luôn, bởi vì mình không thấy cái phanh tay cơ ở đây. Có lẽ là cái phanh tay điện tử của nó sẽ đi cùng với là chế độ số. Có nghĩa là chúng ta vào B thì nó sẽ kích hoạt cái phanh tay điện tử. Còn chúng ta vào D hay là R, lùi á, tiến hay lùi thì nó sẽ tắt cái phanh tay điện tử đi. Ghế trước của con Plus này á, thì ghế tài chỉnh điện cũng giống như là con thường thôi. Ghế phụ thì vẫn chỉnh cơm, y chang con thường luôn. Ở đây, con Plus thì cũng chỉnh độ cao đèn trước bằng điện, ngon lành, có đèn sương mù. Thêm một cái nữa là cái nút để mà tắt máy của con Plus này á, đặt ở một chỗ khá là khuất ha, bên dưới vô lăng. Rồi, vô lăng của con Plus này chỉnh cơm thôi, lên xuống chứ không có chỉnh ra vô được. Như vậy là chỉnh được hai chiều thôi. Loa con Plus là loa premium cao cấp, nhưng mà không biết hiệu gì. Cái đèn của con Plus nè. Bingo là một cái mẫu xe phổ thông giá rẻ thôi, nhưng mà lại một lần nữa phải nhấn mạnh nha, là cái fitment, cái hoàn thiện của nó làm rất là tốt, thậm chí là nhỉnh hơn một vài mẫu xe giá rẻ của BYD tại thị trường Việt Nam luôn. Nếu các bạn không tin thì các bạn cứ ra soi thử Bingo ở showroom xem mình nó có đúng không nha. Động cơ con Plus này thì cũng y chang con thường, 67 mã lực và 125 Nm dẫn động cầu trước. Và sức mạnh này giúp cho nó có thể đạt được tốc độ tối đa là 130 km/h, cao hơn so với con thường nha. Con thường chỉ được 100 km/h thôi. Pin của con Plus này mình không rõ cái dung lượng pin của nó, nhưng mà cái range chạy của con Plus lên tới 510 km, một cái mức khá là dư dả với một cái mẫu xe điện cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Rồi, các bạn thấy con Bingo Plus này như thế nào? Nó có đáng chơi hơn so với lại con Bingo thường hay không? Thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Vậy nha, xin cảm ơn.